bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục phỏng vấn chuyên đề của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống và ngăn chặn, nhưng dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua vẫn bùng phát mạnh và tiềm ẩn những yếu tố rất phức tạp, không chỉ gây ra những thiệt hại lớn về mặt kinh tế mà còn ảnh hưởng lớn đến việc tái đàn của bà con nông dân. Vậy thì cụ thể dịch tả lợn châu Phi tác động như thế nào đối với lĩnh vực chăn nuôi? Tỉnh ta đã, đang và sẽ làm gì để có thể giảm thiểu những thiệt hại của dịch bệnh? Đây sẽ là nội dung cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay với ông Đỗ Thái Mỹ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y, một vị khách mời rất quen thuộc của chương trình. Vâng, xin chào ông ạ. Trước hết thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì chúng tôi muốn mời ông cũng như là mời quý vị khán giả cùng theo dõi một clip ngắn. Là một trong những huyện có tổng đàn lợn lớn nhất của tỉnh, song các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Điện Biên chủ yếu có quy mô nhỏ lẻ. Việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học chưa thể thực hiện đại trà, dẫn đến dịch bệnh vẫn bùng phát rải rác ở các địa phương. Mới đây, gia đình bà Nguyễn Thị Hải, thôn Thanh Hồng 7, xã Thanh Chăn có gần 100 con lợn phải tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Điều đáng nói là đàn lợn này, dù đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng dịch, nhưng vẫn bị mắc bệnh. Gia đình cũng là phòng chống cẩn thận, tiêm phòng này, rồi là phun sát khuẩn liên tục này, rồi rắc vôi này. Qua đánh giá tình hình thì hiện nay thì chúng tôi cũng nhận định là cái việc khống chế bệnh hiện nay cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Đặc biệt là do hiện nay là cái dịch tả lợn châu Phi này thì cũng chưa có cái vaccine phòng trừ cũng như là thuốc để đặc trị. Dịch tả lợn châu Phi cũng đã xuất hiện tại thành phố Điện Biên Phủ. Đây là đàn lợn của gia đình ông Ngô Ngọc Đức và gia đình bà Ngô Thị Hòa, trú tại tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, được cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy vào ngày 8 tháng 9 vừa qua. Theo các hộ dân cho biết, khi thấy đàn lợn có biểu hiện các triệu chứng của bệnh tả lợn châu Phi, các gia đình đã nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương, triển khai các biện pháp xử lý, khoanh vùng ổ dịch. Để thực hiện công tác chống dịch thì tôi đã báo cơ quan chức năng đến để tiêu hủy đàn lợn của tôi. Tổng đàn là 79 con mà tiêu hủy mất 46 con. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn hai xã Búng Lao và Ảng Cang, huyện Mường Ảng, có 6 bản tái xuất hiện dịch tả lợn châu Phi với hàng trăm con lợn mắc bệnh. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, ngoài vận động các hộ chăn nuôi tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng tại vùng tâm dịch, cả hai địa phương này còn tăng cường công tác giám sát dịch ở các bản giáp danh. Sau khi tái xuất hiện cái dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, thì Ủy ban nhân xã cũng đã chỉ đạo các cái biện pháp phòng chống dịch như là kịp thời kiện toàn lại cái ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã, thành lập các cái tổ tiêu hủy, rồi là giao cho bản là rà soát nắm bắt cái tình hình đàn lợn trên địa bàn xã để có biện pháp phòng tránh kịp thời. Vâng, thưa ông, trước hết thì ông có thể cho biết một vài thông tin về diễn biến của dịch tả lợn châu Phi tại thời điểm hiện tại được không ạ? Chúng ta đã biết dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2019 với cái tác động rất khủng khiếp. Trong cái bối cảnh chung như vậy thì từ đầu năm 2021 đến nay thì dịch tả lợn châu Phi tiếp tục tái phát và xảy ra trên địa bàn một số huyện thị thành phố. Hiện tại thì đến thời điểm của ngày 20 tháng 10 năm 2021 thì có 7 trên 10 huyện thị của tỉnh có dịch tả lợn châu Phi tái phát, ngoại trừ huyện Tuần Giáo, huyện Mường Trà và huyện Điện Biên Đông là chưa phát hiện các cái ca bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát. Với cái tổng số hộ có dịch tả lợn châu Phi là 1.176 hộ tại 264 thôn bản của 47 xã phường trên địa bàn 7 huyện thị. Và đến thời điểm hiện tại thì có 16 xã đã qua 21 ngày không phát hiện ca bệnh. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá là cái dịch tả lợn châu Phi vẫn còn sẽ tiếp tục tái phát và lây lan trong cái thời gian sắp tới. Vâng, vậy thì ông có đánh giá như thế nào về những tác động của dịch tả lợn châu Phi đối với lĩnh vực chăn nuôi ở tỉnh ta? Thì như chúng ta biết thì đối với chăn nuôi muốn mang lại cái hiệu quả thì thứ nhất là phải đảm bảo an toàn, thứ nhất là cái tăng trưởng tốt và cái đảm bảo an toàn về dịch bệnh. Tuy nhiên là cái dịch tả lợn châu Phi với một cái bệnh mà chưa có vaccine phòng bệnh
đến hiện thời điểm hiện tại, và cái tỷ lệ gây chết rất là cao và số lượng tiêu hủy lợn rất lớn, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sản xuất chăn nuôi. Thì theo chúng tôi thấy rằng là đến thời điểm hiện tại, bên cạnh cái dịch tả lợn châu Phi thì còn tác động một cách ghê gớm bởi cái giá thức ăn thì quá cao, và như vậy thì người nông dân, người chăn nuôi sẽ chịu tác động kép của cái thiệt hại về sản xuất chăn nuôi lợn. Hiện nay tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát không những đã gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng lớn đến việc tái đàn của người chăn nuôi. Tính từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại gần 1.200 hộ dân của 47 xã thuộc các huyện Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tùa Chùa, Mường Nhé, thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ. Tổng số lượng lợn bệnh phải tiêu hủy lên đến gần 4.300 con, tổng trọng lượng trên 215 tấn. Với những nhận định virus gây bệnh tả lợn châu Phi ngày càng nguy hiểm khi có sức đề kháng cao hơn nhưng chưa có vaccine đặc trị, việc kiểm soát chất lượng con giống phục vụ nhu cầu tăng đàn còn thiếu chặt chẽ, khiến cho dịch tả lợn châu Phi tiếp tục có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng. Theo ông thì đâu là những nguyên nhân khiến cho dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh trong thời gian vừa qua? Nó có mấy nguyên nhân cơ bản. Thứ nhất là cái con giống, là bà con chúng ta chăn nuôi nhỏ lẻ, cho nên là cái nguồn cung cấp con giống thời gian vừa qua là chúng ta không có cái nguồn cung cấp con giống một cách an toàn sạch bệnh từ các cái trang trại, mà chủ yếu là mua đi bán lại từ các hộ chăn nuôi. Chính vì thế cho nên cái mầm bệnh nó đã tồn tại trong môi trường rất lâu rồi. Vì thế cho nên cái đảm bảo an toàn cho cái con giống là chúng ta ở mức thấp. Tiếp theo đó là cái môi trường chăn nuôi, đặc biệt là cái khu vực tập trung chăn nuôi, ví dụ như là lòng chảo Điện Biên, thành phố Điện Phủ và một số khu vực khác, thị trấn, thị xã, thị tứ. Thì cái chăn nuôi nhỏ lẻ thì chúng ta đối mặt với cái việc là cái khu vực chuồng nuôi nó cùng với lại khu sinh hoạt của gia đình. Đây là một trong cái điều kiện mà có lẽ là rất khó để khắc phục trong cái bối cảnh hiện nay. Khi mà cái chăn nuôi lợn là một cái sinh kế của người nông dân nhưng mà cái điều kiện chăn nuôi là không đáp ứng được. Cái chuồng trại chăn nuôi lợn tiếp giáp với lại cái khu ở của gia đình và cái mầm bệnh thì nó xâm nhập qua rất nhiều con đường khác nhau, đặc biệt là cái giữa con người giao thương đi lại, đặc biệt là thương lái, rồi là việc cung cấp thức ăn cũng như là các ngoài ra còn các loại động vật khác chăn nuôi cùng, ví dụ như là gà, lợn hay là chó mèo, thậm chí các côn trùng khác. Chính vì thế chúng tôi đánh giá đây là một những cái nguyên nhân mà cái dịch tả lợn châu Phi sẽ còn tiếp tục tái phát. Việc tăng cường giám sát thì có thể phát hiện sớm và triển khai các biện pháp ngăn chặn và khống chế dịch tả lợn châu Phi. Vậy thì cái việc làm này đã và đang được các địa phương thực hiện như thế nào? Trước cái nguy cơ dịch tả lợn châu Phi nó chưa có vaccine phòng bệnh và cái chăn nuôi nhỏ lẻ và những cái tác động rất là lớn trong cái bình diện chung của cả nước, thì thực hiện cái chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt tập trung vào khâu giám sát. Làm thế nào để chủ động phát hiện sớm, không để những cái con lợn bị ốm được bán ra thị trường hoặc giết mổ bừa bãi hoặc vứt ra ngoài môi trường. Thì cái này là cái biện pháp cơ bản nhất, và khi phát hiện được thì sẽ tổ chức lấy mẫu giám sát và thấy dương tính thì chúng ta sẽ tiêu hủy theo đúng quy trình kỹ thuật và thực hiện cái vệ sinh sát trùng một cách nghiêm ngặt theo cái quy định. Thì đây chỉ là một cái giải pháp để trước mắt để ngăn ngừa cái mầm bệnh nó phát tán ra ngoài môi trường. Thì chính vì thế cho nên là trong cái chỉ đạo và cái đôn đốc thực hiện thời gian vừa qua thì các địa phương cũng về cơ bản cũng chấp hành tương đối tốt cái việc này. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là do cái dịch tả lợn hiện nay nó không như năm 2019, cái việc lưu thông giết mổ chúng ta vẫn phải đảm bảo cho một cái lưu thông của thị trường trong cái bối cảnh đặc biệt là cái dịch Covid nữa. Chính vì thế cho nên bây giờ chúng ta không thể là mỗi một cái dịch xảy ra chúng ta không thể ngăn cấm cái việc giết mổ rồi buôn bán tiêu thụ hoàn toàn thực phẩm trên thị trường được, mà cái việc đó sẽ kiểm soát. Mà cái kiểm soát này là cơ bản chính nhất là phải bắt đầu từ hộ chăn nuôi. Kinh nghiệm cho thấy thì cái việc phòng chống dịch bệnh có thành công hay không thì cơ bản nhất là tổng kết lại thì cái người chăn nuôi sẽ, hộ chăn nuôi sẽ quyết định đến 70-80%. Theo ông thì những địa phương nào được xác định là có nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi trong thời gian tới ạ? Nguy cơ cao ấy thì nó sẽ tập trung vào những cái khu vực tập trung chăn nuôi. Đấy. Ví dụ như là khu vực lòng chảo Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, các khu vực thị trấn, thị xã, thị tứ, thậm chí nó có thể ở các khu vực mà tiếp giáp với các khu
vực đường giao thông đi lại nhiều. Và với cái điều kiện hiện nay thì như chúng ta biết, thì với cái điều kiện kinh tế xã hội phát triển thì đường xá đã đến tận thôn bản. Chính vì thế cho nên cái giao lưu giữa con người ở các địa phương là rất rất cao. Và cái khâu kiểm soát dịch bệnh này thì nó lại cái khâu vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, con giống, rồi thức ăn, nó liên quan đến rất nhiều cái môi trường của xã hội. Chính vì thế cho nên chúng tôi đánh giá là cái nguy cơ cao thì nó nằm ở mọi chỗ. Bên cạnh các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch thì vẫn còn có những nơi được đánh giá thực hiện chưa tốt. Một trong số các địa phương đó là thị xã Mường Lây. Nguyên nhân gây ra những ổ dịch ở thị xã Mường Lây được xác định là do một số hộ chăn nuôi đang đẩy mạnh tái đàn, nhưng lợn giống được mua hầu hết không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không có chứng nhận an toàn dịch bệnh. Đặc biệt, sau khi xuất hiện các trường hợp lợn ốm, các hộ đã không khai báo mà tự tìm cách chữa trị. Chỉ đến khi lợn chết hàng loạt mới khai báo thì mầm bệnh đã phát tán rộng hơn. Từ một ổ dịch ban đầu được phát hiện ngày 24 tháng 4 2021 tại một hộ chăn nuôi thuộc phường Sông Đà, tổng số lợn bị chết và phải tiêu hủy được thống kê ở thị xã Mường Lây đến thời điểm hiện tại là gần 300 con. Quá trình lây lan nó cũng rất là nhanh và rất khó trong cái công tác phòng, đặc biệt là thị xã Mường Lây ở địa bàn mới tái định cư, các hộ dân là chăn nuôi cái diện tích chăn nuôi của họ là rất là nhỏ hẹp. Ở gần nhau nữa, cùng chung cái hệ thống thoát nước với nước, đem ra là trong khi một hộ bị dính dịch cái là quá trình khoanh vùng và phòng cho cái đàn chưa dính dịch rất là khó khăn. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, tình hình dịch bệnh đang có xu hướng tăng mạnh. Một trong những nguyên nhân khiến bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát mạnh như hiện nay là do chưa có vaccine phòng bệnh. Virus gây bệnh có sức đề kháng cao trong môi trường, lợn khỏi bệnh, vẫn có khả năng bài thải virus trong một thời gian dài, trong khi người dân vẫn chưa thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh phòng dịch. Khó khăn lớn nhất đối với công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh ta hiện nay là gì, thưa ông? Như chúng ta đã nói rất nhiều lần, tức là đối với một địa phương miền núi chúng ta thì là cái khó khăn lớn nhất hiện nay là cái xuất phát từ cái đặc điểm dịch tễ học của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đến nay nó là bệnh do virus và tốc độ lây lan rất nhanh, gây thiệt hại rất lớn. Gia súc mắc bệnh thì không có khả năng phục hồi, chỉ có tiêu hủy thôi, như bệnh khác. Chính vì thế cho nên cái thiệt hại rất lớn. Và đặc biệt là cái chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ làm tổn hại rất lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề phòng bệnh. Vì chúng ta không có điều kiện để cách ly giữa chăn nuôi lợn với môi trường sống của con người, đặc biệt là khu vực lòng chảo Điện Biên Phủ, thành phố Điện Phủ và những trung tâm thị trấn, thị xã, thị tứ. Ngoài những nỗ lực của cơ quan chuyên môn thì trong cuộc trao đổi ngày hôm nay, ông có những lời khuyên gì đối với bà con nông dân để có thể là nâng cao cái hiệu quả công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi ạ? Như chúng ta đã biết thì chúng tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi, cái chăn nuôi lợn là một trong những cái sinh kế cơ bản của người dân ở rất nhiều vùng của đất nước, đặc biệt là cái vùng miền núi của bà con chúng ta. Thì chúng ta một sớm một chiều chúng ta chưa thể thay đổi được hoàn toàn cái việc chuyển đổi cái chăn nuôi từ cái chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang cái chăn nuôi tập trung bền vững. Thì trước mắt để xác định chăn nuôi lợn an toàn thì bà con cũng cần lưu ý mấy cái biện pháp. Thứ nhất là làm sao nó phải có diện tích đủ để xây dựng chuồng nuôi, có cái cách ly cơ bản đối với lại khu sinh hoạt của gia đình. Tiếp theo đó là chuồng trại cần phải có cái khu vực sát trùng, ví dụ như trước chuồng nuôi phải có cái hố để lót vôi hoặc có hóa chất sát trùng để mỗi khi ra vào là có cái sát trùng để đảm bảo cái ngăn ngừa dịch bệnh. Tiếp theo đó là thực hiện cái mua con giống từ những cái cơ sở an toàn. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ thực hiện chăn nuôi theo cái quy trình hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, và đặc biệt là khi mà có dịch xảy ra thì không giấu dịch, báo cáo với lại chính quyền thôn bản và nhân viên thú y cấp xã để chúng tôi lấy mẫu giám sát, nếu đúng là dịch tả lợn châu Phi thì sẽ tổ chức cho tiêu hủy theo đúng cái quy trình, hạn chế cái lây lan. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì dịch tả lợn châu Phi vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Hơn thế nữa thì đây là loại bệnh chưa có vaccine phòng ngừa và phương pháp điều trị hiệu quả. Khi mà dịch bùng phát thì phải tiêu hủy bắt buộc toàn bộ đàn lợn nếu như phát hiện tại khu vực chuồng nuôi đã có con nhiễm bệnh. Vì vậy thì hơn ai hết, mỗi người chăn nuôi cần tìm hiểu các thông tin về sự nguy hiểm cũng như là những biện pháp phòng tránh để chủ động bảo vệ đàn lợn trước dịch bệnh nguy hiểm này. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ rất thiết thực và trách nhiệm của ông Đỗ Thái Mỹ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.